Em xin chào các bác ạ. Dưới đây là hai mẫu quạt trần động cơ không chổi than, sải cánh 1m4, và mẫu bên này là sải cánh 1m25 các bác. Thì hôm nay theo yêu cầu của một số anh em thì bên em sẽ tháo rời cái khối động cơ của hai cái mẫu quạt trần này ra để anh em tham khảo nội thất và linh kiện bên trong xem nó như thế nào. Rất hiểu tâm lý mua hàng của anh em muốn mua một sản phẩm chất lượng, kể cả sau này linh kiện thay thế của nó cũng phải có. Đấy thì đây là hai chiếc động cơ bên em nó vừa tháo rời. Thì hai cái động cơ này đều là động cơ không chổi than các bác nhé. Ưu điểm của cái động cơ không chổi than là đầu tiên là bền bỉ các bác, nó rất là bền. Đấy, cái thứ hai là nó chạy êm. Cái thứ ba là nó tiết kiệm điện các bác. Nó không giống như cái động cơ có chổi than. Đấy, cái động cơ có chổi than thì nó có sự ma sát nên chắc chắn là công suất tiêu thụ nó sẽ lớn hơn. Còn động cơ không chổi than thì nó sẽ tiết kiệm điện hơn, chạy nó êm hơn. Và để phân biệt được hai cái động cơ có chổi than và không chổi than thì nó cũng tương đối là đơn giản đấy các bạn. Đấy, những cái nào mà nó có mạch như thế này thì là động cơ không chổi than, còn có chổi than thì nó sẽ không có mạch các bác nhé. Đấy thì tất cả những cái sản phẩm bên em nhập về, những cái mẫu quạt trần này bên em đã làm khoảng 5 năm nay rồi các bạn. Đấy, nó chạy rất là bền, bản chất là nó bền rồi, nhưng mà không có sản phẩm là không có lỗi các bạn. Và cũng có nhiều khi là lỗi cả so các bác sử dụng, ví dụ như đấu nhầm hoặc là đấu nhầm điện sang điện 220 hoặc là đấu nhầm cực quá nhiều, hoặc là sử dụng lâu dài thì nó cũng có sự hư hỏng. Chính vì vậy là bên em khi mà đặt nhà máy bên em luôn đặt những linh kiện đi kèm, ví dụ như là mạch, tại vì cái khối động cơ này nó sử dụng động cơ bằng đồng. Đấy, dây đồng của nó rất là to các bạn. Đây, cái lõi đồng của nó dây rất là to luôn. Cái dây đồng, cái lõi đồng to như này thì gần như là không bao giờ bị cháy các bạn. Mà cái sự hư hỏng chính của nó là ở trên cái mạch này. Chính vì vậy nên là bên em luôn nhập những cái mạch về để anh em thay. Ví dụ như đây là mạch của 1m4 này, còn bên này đấy, mạch của một cái của cái động cơ 1m25 đây, để các bác thay thế. Cả hai khối động cơ thì sử dụng 100% bằng dây đồng các bạn. Ưu điểm của dây đồng là nó độ bền cao, đấy, dẫn điện tốt và chịu nhiệt tốt hơn dây nhôm. Đấy, trên thị trường bây giờ thì cũng có rất nhiều khối động cơ người ta sử dụng dây nhôm nhưng mà sơn màu đồng vào, sơn màu đỏ vào để giả dây đồng. Chi phí của dây nhôm thì nó sẽ rẻ hơn các bạn. Thì để nhận biết dây đồng và dây nhôm thì nó cũng đơn giản thôi, tại vì đồng và nhôm ở đời sống hàng ngày thì các bác gặp rất là nhiều. Đấy, dây đồng thì nó sẽ có cái màu này là nâu đỏ các bác nhé, màu nâu đỏ. Còn dây nhôm thì nó sẽ có màu trắng bạc. Đấy. Cách nhận biết thì cũng đơn giản thôi các bác, đây ạ. Để phân biệt được dây đồng hay dây nhôm thì nó cũng khá là đơn giản các bác. Tại vì anh em gặp đồng và nhôm rất là nhiều trong cái đời sống hàng ngày. Thì đồng nó sẽ có màu nâu đỏ, còn nhôm nó sẽ có màu trắng bạc các bạn. Đấy, nhưng mà hiện tại có rất là nhiều shop người ta cạnh tranh về giá nên người ta sẽ giảm chất lượng sản phẩm đi bằng cách là người ta sẽ sử dụng dây nhôm. Đấy, dây nhôm người ta sẽ sơn một lớp màu đồng vào. Thì cách nhận biết nó cũng đơn giản thôi các bạn. Ví dụ như đây là cái khối động cơ mà sử dụng dây đồng các bác nhé. Thì các bác nhìn đến cái nó sẽ có hai cách để anh em nhận biết. Thì các bác nhìn về cái mối hàn này, tại vì cái dây nhôm nó sẽ khó hàn hơn dây đồng. Đấy, các bác nhìn cái mối hàn nó rất là nhỏ này và rất là chắc chắn. Chỉ có dây đồng mới hàn được như này các bác nhé, mối hàn rất là nhỏ và chắc chắn như này. Và cách thứ hai cũng là nhận biết bằng màu sắc các bác, nhưng mà các bác sẽ phải cạo cái lớp vỏ bên ngoài ra, tại vì nếu mà nhôm giả đồng thì người ta sẽ phải sơn một lớp ở bên ngoài, các bác cạo ra thì có thể nhận biết được ngay. Đây em sẽ cạo ra để anh em tham khảo nhé. Đấy, các bác cạo mạnh nhé.
Tại vì cái chi phí mà sử dụng dây đồng và dây nhôm nó khác nhau các bạn. Dây đồng chắc chắn nó sẽ đắt hơn. Đây các bác nhé, các bác nhìn em vừa cạo đấy ạ. Đấy, nó vẫn màu đỏ các bác nhé. Đây là cái màu qua mình quay qua ánh sáng nó hơi chói này. Đấy, nhưng mà quay kỹ lại anh em xem nhé. Bên ngoài thì nhìn nó sẽ dễ hơn. Đây các bác, vẫn là màu đỏ đấy các bác nhé. Đây ạ, vẫn là màu đỏ đấy ạ. Đây các bác, cái này là mình quay hơi ngược sáng này, nó hơi sáng này. Đấy, cái lớp này nó vừa mới cạo ra. Đấy, nhưng mà vẫn là màu đỏ hết các bác nhé. Bên ngoài nhìn nó sẽ dễ hơn. Đây ạ. Kể cả các bác cạo ở cái đồng ở nhà cũng thế ạ. Khi các bác cạo ra nó sẽ có một cái lớp ánh ánh nhưng nó vẫn là màu đỏ, chứ không phải là màu trắng bạc như kia đâu các bạn. Đây nó vẫn là màu đỏ này. Tại vì cái dây đồng khi mà gặp môi trường bên ngoài thì chắc chắn là nó sẽ, khi mình cạo ra thì nó mới thực chất nó là dây đồng, màu của nó sẽ thật hơn, nó sẽ đẹp hơn. Đây các bác nhìn ạ. Đấy, đấy là cách nhận biết dây đồng và dây nhôm các bạn. Thì với một cái khối động cơ mà sử dụng dây đồng rồi, lại là động cơ không chổi than, nó rất là bền. Đấy, bên em đã tháo rời theo yêu cầu của anh em đấy ạ. Còn đây là cái khối động cơ của cái quạt trần sải cánh 1m25 đấy các bạn. Thì cái dây đồng, các bác nhìn cái dây đồng của nó rất là to luôn. Đấy, các bác nhìn cái quặn dây này, nó rất là to, cả hai loại cũng thế. Với cái dây đồng nó to như thế này thì các bác yên tâm là sẽ không lo nó bị cháy đâu các bạn. Để mà cuốn lại thì gần như không có đâu. Đấy, như anh em nào làm điện cơ, làm về điện cơ thì nhìn nó sẽ biết được là những cái dây đồng này rất là to luôn. Đấy, dây này rất là to này, rất là khó cháy, mà nó chỉ cháy ở cái mạch thôi. Mạch thì bên em luôn luôn có các bác nhá. Ví dụ như các bác dùng thời gian lâu dài ấy, mà bị cháy thì bên em vẫn có để anh em thay thế. Đây là cái lõi của động cơ. Mỗi cái lõi động cơ không thì nó đa nặng, trọng lượng của nó là 1,8 kg rồi các bác. Đây là cái động cơ 1m4 này. Còn em cân động cơ mà cả vỏ luôn các bác nhá. Đây là động cơ cả vỏ mà chưa gồm cánh và phụ kiện. Nó là 2,5 cân. Đây, 2,5 cân này. Đây các bác nhá. Còn đây là cái động cơ 1m25 đây. Trọng lượng đó là 1 kg, à hơn 1 kg một chút này, khoảng 1,2 cân. Đấy, khá là chất lượng. Đây đều là những cái mẫu quạt trần công suất lớn bên em làm. Nhỏ hơn bên em không có các bạn. Mình sử dụng là phải tầm này các bác nhá. Nhỏ hơn thì nó rất là nhẹ, nói chung là không đủ mát đâu các bạn. Kể cả cái mẫu 1m25 này cũng vậy. Trước đây bên em có làm cái mẫu mà 1m2, công suất nó có 23W thôi, nó cũng không đủ mát. Đấy, chính vì vậy bên em yêu cầu nhà máy người ta làm công suất lớn hơn. Đấy, nó phải tầm khoảng 28W như thế này thì mới đủ mát được các bạn. Đấy, dưới đây là toàn bộ chi tiết của hai cái mẫu quạt trần 1m25 và 1m4 các bác nhé. Bên em sẽ báo giá lại để anh em đang phân vân không biết mua bên nào thì có thể tham khảo. Đấy, thì đầu tiên là mẫu quạt trần 12V sải cánh 1m4. Cái mẫu này thì riêng động cơ thì được bảo vệ bằng xốp dày như này, rất là an toàn, nên là gửi đi xa thì các bác yên tâm luôn. Đóng gói rất đẹp. Mẫu này thì nó cũng không phải là một mẫu quạt trần thông thường mà nó cũng gần như là một mẫu quạt trần trang trí được các bạn. Tại vì bên dưới này được trang trí bằng hoa văn, họa tiết rất là đẹp. Các bác lắp ở trên phòng khách là đẹp lắm. Quạt này nó sử dụng 3 cánh bằng sắt các bạn. 3 cánh bằng sắt. Tổng sải cánh là 1m4 các bác nhé. Để anh em dễ hình dung thì kích thước của nó thì tương đương với quạt trần 220. Tốc độ gió cũng tương đương như vậy. Phụ kiện đi kèm đây các bác, đầy đủ. Quạt này nó sử dụng hộp số các bác nhé. Cái quạt động cơ nó to như thế này. Đấy, các bác nhìn thấy cái mạch của nó cũng to như thế này. Nên nó sẽ rất là bền. Nếu mà các bác sử dụng khiển ấy, thì nó sẽ phải bố trí thêm linh kiện vào đây. Trước đây bên em làm những cái mẫu quạt trần mà sử dụng khiển ấy, nó tỷ lệ lỗi nó cao các bạn. Bản chất cái khiển nó đã hay lỗi rồi, nó không thể bền được như hộp số các bạn. Các bác sử dụng như cái quạt trần 220 ở nhà mình dùng, cũng sử dụng hộp số chuyên dụng, nó sẽ bền hơn là khiển các bạn.
Kể cả những cái mẫu quạt trần 1m25 này bên em cũng phải sử dụng hộp số các bạn. Thế nhưng mà cũng theo yêu cầu của các bác thì bên em cũng nhập thêm cả khiển về, yêu cầu nhà máy người ta làm thêm khiển để anh em sử dụng cho nó tiện. Nhưng mà chỉ đối với 1m25 thôi, tại vì động cơ nó nhỏ hơn. Sau đây thì bên em sẽ báo giá lại hai mẫu quạt trần này các bạn. Thì cái mẫu quạt trần 1m4 này có giá là 880.000. Còn mẫu quạt trần 1m25 này có giá là 580.000. Mạch các bác nhé, mạch thì ví dụ như các bác mua mạch thay thế cho cái mẫu quạt trần 1m25 thì có giá là 100.000, còn 1m4 có giá là 190.000. Thế thì tất cả quạt trần bên em bán ra ấy, thì đều bảo hành 6 tháng. Như hai mẫu quạt trần này bảo hành 6 tháng các bạn. Nhưng mà nó rất là bền các bác nhé, không phải là bảo hành 6 tháng là 6 tháng nó hỏng đâu các bạn. Độ bền của nó các bác dùng đến 2-3 năm. Quan trọng là mình lắp cố định, mình phải biết cách lắp cố định. Chứ không phải là ví dụ như nhiều anh em thì dùng thủ công, lúc nào dùng đến thì kẹp vào. Bình nhiều khi nó do tiếp xúc các bạn. Đấy, nó sinh ra cái hộp số này là anh em để anh em đấu cố định nhé. Lúc nào dùng thì bật lên, nó sẽ tránh được cái trường hợp bị tiếp xúc, nó sẽ gây sốc cho cái mạch điện. Đấy. Hoặc là nhiều anh em cắm nhầm nguồn điện chẳng hạn ấy. Nó cắm ngược cực, nó như vậy. Độ bền của hai cái mẫu quạt trần này nó rất là cao. Đấy, ví dụ như là dùng 2-3 năm thì nhà em cũng đang dùng rất là lâu rồi, chưa bị hỏng. Đấy. Dạ vâng ạ. Thế thì đây là toàn bộ chi tiết của cái mẫu quạt trần 1m25. Đây động cơ của nó đây các bạn. Tất cả đều sử dụng động cơ không chổi than nhá, cả hai mẫu. Thông số của mẫu này đây là nó công suất là 28W, dải điện áp đầu vào là từ 10 cho tới 23V. Nên các bác có thể chạy trực tiếp từ ắc quy hoặc là chạy trực tiếp từ tấm pin mặt trời. Đấy. Cả cái động cơ này cũng vậy, dải điện áp đầu vào nó cũng rất là rộng. Từ 8 đến 24V, công suất 33W. Tại vì động cơ không chổi than nó rất là tiết kiệm điện các bạn. Công suất 33W thôi nhưng chạy khỏe như điện lưới luôn. Nên là rất là nhiều anh em người ta mua riêng những mẫu này về để chạy với điện lưới luôn, sử dụng adapter đổi nguồn từ 220 xuống 12V để chạy để cho tiết kiệm điện các bạn. Công suất nó chỉ bằng nửa so với những cái quạt trần kia thôi. Các bác cần biết thêm thông tin chi tiết thì có thể liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại và Zalo 0355 066 009 ạ.